Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Tân Gia Dở C. Ngày hôm nay Tân sẽ review cho các bạn chiếc xe đầu kéo Scania tỷ lệ 1/14 chính hãng của Mỹ mà Tân mua gần 30 triệu các bạn nhé. Scania là một trong những thương hiệu đầu kéo Dở C hàng đầu tại thị trường Mỹ và mỗi chiếc xe đều là biểu tượng của sự mạnh mẽ, độ bền và hiệu suất vượt trội. Với thiết kế cầu trước thấp và khung gầm vững chắc, các xe đầu kéo Scania không chỉ mang lại sự mạnh mẽ mà còn đảm bảo sự an toàn và ổn định trong mọi điều kiện đường xá. Mỗi chiếc xe đầu kéo Scania được thiết kế với sự chú trọng đến chi tiết và tính toàn diện. Với khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, các động cơ của Scania không chỉ cung cấp sức mạnh đáng kinh ngạc mà còn đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu, giúp giảm thiểu chi phí vận hành và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Scania cũng chú trọng đến sự thoải mái và tiện nghi cho người lái. Khoang lái được thiết kế rộng rãi và thông thoáng, với các tiện ích hiện đại như hệ thống giải trí đa phương tiện, hệ thống điều hòa không khí và ghế lái có thể điều chỉnh linh hoạt, giúp người lái cảm thấy thoải mái và tự tin khi lái xe trong thời gian dài. Đặc biệt, Scania cũng chú trọng đến tính linh hoạt và đa dạng của các dòng sản phẩm. Khách hàng có thể lựa chọn từ nhiều phiên bản khác nhau với các tính năng và công nghệ tiên tiến, từ các dòng xe đầu kéo dành cho vận tải hàng hóa đến các dòng xe đặc biệt cho vận tải hàng nguy hiểm hoặc hàng công kênh. Cuối cùng, không chỉ là một phương tiện vận chuyển, mà Scania còn là biểu tượng của sự đẳng cấp và uy tín trong ngành công nghiệp vận tải. Với đội ngũ kỹ sư và nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Scania cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất và giải pháp vận tải toàn diện nhất. Các xe đầu kéo Scania không chỉ được biết đến với sự mạnh mẽ và đáng tin cậy, mà còn với khả năng tùy chỉnh cao để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS và hệ thống kiểm soát ổn định đến các công nghệ tiên tiến, như hệ thống điều khiển động cơ tự động và hệ thống thông tin và giải trí tích hợp, mỗi chiếc xe đều được trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết để làm việc hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó, Scania cũng không ngừng nâng cao công nghệ và tính năng của các dòng xe đầu kéo của mình. Sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển giúp Scania luôn đứng vững trên hàng ngũ các thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp vận tải. Công nghệ động cơ tiên tiến và các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu không chỉ giúp giảm thiểu chi phí vận hành mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, Scania cũng không quên sứ mệnh xã hội và môi trường, luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm và giải pháp vận tải bền vững và thân thiện với môi trường. Việc sử dụng nguyên liệu tái chế và phát triển các công nghệ mới giúp giảm thiểu lượng khí thải và tiêu thụ nhiên liệu, góp phần vào việc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Tóm lại, các xe đầu kéo Scania không chỉ là biểu tượng của sự mạnh mẽ và đẳng cấp trong ngành công nghiệp vận tải, mà còn là minh chứng cho cam kết về hiệu suất, an toàn và bền vững. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, tính linh hoạt và sự chăm sóc chi tiết, Scania không ngừng khẳng định vị thế của mình là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp vận tải trên toàn thế giới. Để cùng khám phá thêm về thế giới của các mô hình xe đầu kéo Dở C và nhận được những thông tin mới nhất về sản phẩm của Scania cũng như các thương hiệu khác, hãy đăng ký kênh YouTube Tân Gia Dở C ngay hôm nay. Trên kênh YouTube của chúng tôi, bạn sẽ được trải nghiệm những video chất lượng cao về các mô hình xe đầu kéo Scania và nhiều loại mô hình khác, từ các cuộc đua nhanh nhẹn đến các video đánh giá chi tiết về các sản phẩm mới nhất trên thị trường. Chúng tôi cũng cung cấp những hướng dẫn về lắp ráp, nâng cấp và bảo dưỡng các mô hình xe đầu kéo Dở C, giúp bạn có thêm kiến thức và kỹ năng để tận hưởng hoạt động Dở C một cách tốt nhất. Bằng cách đăng ký kênh YouTube Tân Gia Dở C, bạn sẽ không chỉ trở thành một phần của cộng đồng đam mê Dở C, mà còn có cơ hội tham gia vào các sự kiện, cuộc thi và các chương trình giáo dục đặc biệt mà chúng tôi tổ chức. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được thông báo về các video mới nhất từ chúng tôi, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào. Hãy tham gia cùng chúng tôi trên kênh YouTube Tân Gia Dở C ngay hôm nay để cùng nhau khám phá, học hỏi và chia sẻ đam mê với cộng đồng yêu thích mô hình xe đầu kéo Dở C. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ team nhé.